Anh chị có nhìn thấy điều gì đặc biệt ở đôi lục bình này không ạ? Đôi lục bình này nó không có nhiều màu mè à? Tại vì sao? Cái đôi này để phục vụ cho cái việc dát vàng các bác nhá. Hiện thời đôi này là bên em chưa dát vàng và mang đi cho khách, khách tự dát ở nhà đã có quy trình rồi, đã có sản phẩm rồi muốn tự dát vàng, thành ra đặt bên em là một đôi phúc đức nhưng chưa dát. Thì mời camera quay gần đây cho quý vị anh chị cùng xem này. Đây là những cái phần này nó không có men này. Để khi mình dát vàng nó sẽ bám vào đây nhá. Và những cái phần men dạ này đã có men rồi này. Những phần này có men thì không dát vàng nữa. Những phần này này là phục vụ cho việc dát vàng, thành ra nó không có men, sờ nó sẽ hơi sần một xíu nhá. Anh chị có thể nhìn chưa quen thì giống như là cái việc mình kho thịt mà không có nước hàng ấy, nó sẽ hơi bị nhạt nhạt như thế, nó sẽ hơi bị nhạt nhạt như thế. Nhưng khi nào mà dát vàng rồi nó sẽ rất là đẹp nhá. Thì khi nào bên em giao hàng cho khách này, anh Nam ở Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên thì anh ấy dát xong thì bên em sẽ xin phép được chụp hình lại cái sản phẩm, xem trình độ tư duy sản phẩm hay là cái cách dát của anh ấy như nào. Có khi lại còn đẹp hơn, bên em có thể đặt hàng anh ấy nữa để dát vàng anh chị nhé. Thì anh chị nào đang xem ấy, cái kênh của Vũ Phát thì nhớ bấm follow để bên em có thể ra những video mới anh chị cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Xin chào.